Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Whisper Miss Kimmel ra mắt khiến toàn cầu phải chấn động với cái sự hợp tác giữa Disney và Whisper. Whisper Miss Kimmel hiện đang chính là một cái hiện tượng phủ sóng ở mọi trang thông tin về xe máy, với một cái màn xuất hiện ngoạn mục và hoành tráng. Khi Whisper Miss Kimmel đánh dấu cái sự hợp tác giữa hai cái tên tuổi lớn trong cái ngành điện ảnh là xe máy lật của Disney và Whisper, và chắc chắn sẽ không bao giờ khiến anh em phải thất vọng khi mình nhìn ngắm diện mạo của nó. Whisper Miss Kimmel có cái tên chính thức là Whisper Disney Miss Kimmel Edition. Phiên bản này được ra đời nhằm kỷ niệm 100 năm thành lập của tập đoàn giải trí lớn nhất thế giới lật của Disney. Đối với phiên bản là Whisper Miss Kimmel, đây là mẫu xe máy thứ hai được ra mắt trong cái dịp đánh dấu 100 năm thành lập lật của Disney, ra mắt sau cái dòng Honda Super Cup C15 Disney Limited Edition. Phiên bản là Whisper Miss Kimmel 2024 xuất hiện trên một cái nền tảng kiểu dáng là Whisper Primavera. Cái mẫu xe hoài cổ sở cho mình có kiểu dáng trang nhã lịch thiệp, từ trước nay thì vẫn đã được đối tượng khách hàng cả nam lẫn nữ trên thế giới cũng khá là yêu thích. Whisper Miss Kimmel được Whisper lẫn và Disney vô cùng trao chuốt về cái mặt phối màu, với những cái gam màu phối cứ mặt trên cái phiên bản này đều có gắn liền với hình ảnh kinh điển như về những cái chú chuột là Mickey, và dễ dàng nhận ra với cái màu vàng của cái đôi giày huyền thoại, màu đỏ thuộc về cái chiếc quần kinh điển, và còn gam màu đen tuyền thì là tượng trưng cho cái màu da của nhân vật tuổi thơ gắn liền với biết bao nhiêu thế hệ. Whisper Mickey màu còn chứa đựng hình ảnh của một cái chú chuột Mickey ở rất nhiều vị trí, chẳng hạn như ở góc trái cái mặt nạ trước. Hình ảnh này đã được sơn một cái cách rất là chỉnh chu, thì được cái sự đặc biệt của cái phiên bản kỷ niệm đánh dấu 100 năm thành lập của tập đoàn giải trí lớn nhất là của Disney. Whisper Miss Kimmel ở những cái vị trí khác như ốp sườn trái, ốp sườn phải, lườn dưỡng vân cũng có cái mặt chú chuột Mickey nổi tiếng, khiến cho không một nơi nào trên cái diện mạo này rơi vào cái trạng thái bị trống trải hoặc đơn điệu. Hãng xe Whisper thực sự đã vô cùng tinh tế khi được chọn cái tông màu trắng và đen để đánh bật được cái sự hiện diện của nhân vật Mickey ở trên một cái bộ áo rất là nổi bật. Phần yên ngọt của mẫu xe này được dập chìm những cái chữ ký mang cái tính biểu tượng của chú chuột Mickey, tạo ra cái sự khác biệt rõ rệt với những cái phiên bản khác. Việc dập chìm những họa tiết trên phần yên ngồi tại mà Whisper chưa bao giờ làm trên những cái mẫu xe của họ, và điều đó đã khiến cho cái dòng lật Whisper Miss Kimmel đã trở thành một cái ngoại lệ khá đặc biệt. Whisper Miss Kimmel tuy là phiên bản đặc biệt nhưng nó vẫn chia sẻ chung những trang bị của những cái phiên bản lật Whisper Primavera khác, như cái đồng hồ analog kết hợp cùng với LCD, hệ thống đèn lái dạng LED, dàn chân tận dụng phục trước là phanh đĩa, phía sau là phanh đùm. Whisper Miss Kimmel vừa được ra mắt và mở bán theo cái phương pháp đặt trước ở những thị trường như châu Mỹ và châu Âu. Trong đó riêng nước Mỹ thì cái mẫu Whisper Miss Kimmel sẽ được phân phối với hai cái phiên bản động cơ 50 và 150cc, với mức giá của phiên bản 50cc rơi về khoảng là 5.345 USD, đó là tiền Việt nó tương đương là 125 triệu đồng, trong khi phiên bản 150cc là 6.049 USD, tương đương là 142 triệu đồng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để chi tiết nhớ like, subscribe.